Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành liên tục cập nhật các cái mẫu mã sản phẩm mới về bộ bàn ăn gỗ hương đá. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là một chiếc bàn ăn theo kiểu bàn tròn. Bộ bàn ghế này gồm có một bàn, 6 ghế. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng trong Vũng Tàu, đó là gia đình anh Cường. Trước đây anh đã ủng hộ cơ sở rất nhiều các cái loại bàn ghế gỗ mun hoa, chất liệu gỗ mun da báo. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu cho quý khách tham khảo thêm bộ sản phẩm cũng là đơn đặt hàng của gia đình anh Cường, anh ở Vũng Tàu. Đó là bộ bàn ghế ăn gỗ hương đá mẫu Louis Hoa Hồng. Và mẫu này chúng tôi cũng làm với cái mẫu mã mới nhất. Đó là vách trước chúng tôi đục tứ quý hoa hồng và chúng tôi đục hai mặt. Toàn bộ cái phần khuôn là chúng tôi làm dáng cong uyển chuyển. Chân là chân 8. Và toàn bộ các cái chất liệu gỗ đây là chúng tôi làm nhập khẩu từ Nam Phi, đó là gỗ hương đá trọn vân. Trên mình các bạn đang xem đây là chúng tôi chạm hai mặt. Phía sau chúng tôi chạm hoa hồng và bên trên thì chúng tôi chạm tứ quý. Đây đang được đánh giá là mẫu mới nhất hiện nay. Anh cũng tham khảo rất nhiều các cơ sở làm bàn ghế ăn gỗ hương. Anh đã chọn niềm tin và đặt uy tín tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh. Thì chúng tôi sẽ đáp ứng ra ngoài thị trường các cái mẫu mã đẹp nhất cũng như là các cái vân gỗ. Và vân là vân thật tự nhiên. Chúng tôi vừa với tẩy axit xong thì bây giờ chúng tôi đang rửa nước để làm cho các cái nhựa mổ nó trôi đi thì bộ bàn ghế nó sẽ được đẹp hơn. Toàn bộ phần khung là chúng tôi làm dày 5 phân và phần ván bên trong chúng tôi làm dày 2 phân. Phần khuôn thì chúng tôi làm dày 4 phân. Và dáng là dáng cong, chân hoa hồng. Vai chúng tôi chạm lá tây. Bộ bàn ghế này cũng đang được rất nhiều các cái đại gia săn đón, đó là mẫu bàn ghế mới nhất Louis Hoa Hồng của chúng tôi. Bàn ăn là bàn tròn và chân là chân chân cong. Bộ này gồm có 6 ghế một bàn, là bộ 7 món. Và khi chúng tôi hoàn thiện lắp đặt thì chúng tôi sẽ có kính. Các bạn đang xem đây là toàn bộ vân là vân thật tự nhiên, được làm từ chất liệu gỗ hương đá. Và kích thước của ghế chúng tôi làm là 45 x 45 và cao 1m17. Chân là chúng tôi làm chân 8 phân. Như các bạn đang xem đây là chúng tôi làm các cái đường hạt diễu ở xung quanh cái phần vách và bên trên phần trường chúng tôi chạm cũng rất kỹ. Mẫu này là mẫu mới nhất hiện nay, chưa có cơ sở nào làm thì gia đình anh Cường anh đã đặt chúng tôi. Chúng tôi thi công trong khoảng 1 tháng rưỡi mới xong bộ bàn ghế này. Hôm nay xong mộc và tẩy axit thì chúng tôi sẽ quay lại clip một lượt để báo cáo tới gia đình cũng như tất cả quý khách hàng đang xem. Quý khách có nhu cầu mua về các cái bộ bàn ghế ăn gỗ hương, mẫu vách đàn hay mẫu Louis Hoa Hồng, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và kích thước bàn tròn chúng tôi làm kích thước là 1m37, chiều cao 75. Bàn tròn này khi chúng tôi hoàn thiện là chúng tôi sẽ có kính ở bên trên. Toàn bộ vân này cũng được chúng tôi chọn gỗ từ khâu mộc rất là kỹ. Mộng bén sát. Chúng tôi có sản xuất các cái bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng bằng gỗ mun đuôi công. Chúng tôi kê ở phía sau đây. Rất nhiều các sản phẩm tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể vào xem thêm. Chúng tôi đã đáp ứng ra ngoài thị trường rất nhiều mẫu mã bàn ghế ăn. Thì quý khách ưng mẫu nào quý khách hãy gửi về Zalo cho chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn các quý khách hàng ở xa không về được, quý khách đã đặt hàng online. Quý khách có thể xem video trực tiếp của chúng tôi, nên quý khách hãy đăng ký kênh để nhận được cái thông báo mới nhất. Và quý khách hãy thấy hay, quý khách hãy chia sẻ cho chúng tôi để lan tỏa tới tất cả những khách hàng trên toàn quốc cũng như là các cái kiều bào nước ngoài đang sinh sống không về xem hàng trực tiếp thì quý khách có thể xem qua video. Chúng tôi sẽ quay thực tế nhất các cái sản phẩm mẫu mã mà chúng tôi vừa mới làm xong.
Cảm ơn quý vị và quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi, và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.